Sáng ngày 8/1, Công an thị xã Hòa Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đang tạm giữ hình sự cặp vợ chồng Huỳnh Văn Nghiệp sinh năm 1974 và Võ Thị Xuân Liên 1979 cùng ở thôn Xuân Vinh, xã Hòa Mỹ, thị xã Hòa Nhơn để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó vào khoảng 14:30 chiều ngày 3/1, tổ công tác chi cục thi hành án dân sự thị xã Hòa Nhơn phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ đến nhà vợ chồng Huỳnh Văn Nghiệp, Võ Thị Xuân để làm nhiệm vụ tống đạt thông báo các nội dung liên quan đến thi hành án của gia đình. Khi đến nhà, vợ chồng Huỳnh Văn Nghiệp và Võ Thị Xuân đã có hành vi chửi bới, xì vào tổ công tác. Tiếp đó, Nghiệp dùng tay giật rách tờ thông báo của chi cục thi hành án dân sự thị xã Hòa Nhơn về việc đứng giữa các quyền thỏa thuận tổ chức bán đấu giá. Mặc dù tổ công tác nhiều lần nhắc nhở, giải thích nhưng vợ chồng Nghiệp và Xuân không chịu hợp tác và tiếp tục chống đối. Sau đó, Xuân ôm vật ngã và cắn vào vùng vai phải của một thành viên của tổ công tác rồi đóng cửa không cho tổ công tác ra khỏi nhà. Nhận được tin báo, Công an thị xã Hòa Nhơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triệu tập những người có liên quan về cơ quan công an để làm việc, đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời thu giữ một số vật chứng liên quan đến vụ án. Tại cơ quan công an, vợ chồng Nghiệp Xuân đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hòa Nhơn tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 8/1, Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đang làm rõ nguyên nhân tử vong của cô gái trẻ để người dân phát hiện bên vệ đường. Vào sáng cùng ngày, người dân đi trên đường liên xã Ia Nan, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ hoảng hốt khi phát hiện thi thể là nữ giới trong bụi cây ven đường liên xã thuộc thôn Ia Chía, xã Ia Nan nên vừa báo trình báo công an. Tại hiện trường, cơ quan công an xác định thi thể là chị H, 20 tuổi, trú ở thôn Múc Đen, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ. Trên đầu còn đội mũ bảo hiểm, gần đó là chiếc xe máy của nạn nhân. Qua điều tra xác định vào khoảng 22 giờ ngày 7/1, chị H điều khiển xe máy rời khỏi nhà. Khi đến đoạn đường trên thì được phát hiện đã tử vong. Nhận định ban đầu có thể chị H gặp tai nạn tại khúc cua gấp, bị mất lái nên lao xuống mương thoát nước bên lề đường. Sau khi gặp nạn, chị H bị thương nặng không được phát hiện cứu chữa kịp thời nên nạn nhân đã tử vong. Sau khi kiểm tra hiện trường và hoàn tất các biện pháp và thủ tục pháp lý, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể chị H cho gia đình để tổ chức mai táng. Ngày 8/1, cơ quan điều tra Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết đã xác định nguyên nhân vụ xe tải lao một quán làm tóc khiến 4 người thương vong. Theo công an, nguyên nhân sơ bộ do người điều khiển xe máy không làm chủ tay lái tự ngã và lấn sang phần đường của xe ô tô. Tài xế điều khiển xe ô tô vì tránh va chạm với xe máy nên đã đánh lái sang phải dẫn đến lao vào một quán làm tóc ở bên đường. Qua kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế ô tô, công an cho biết tài xế ô tô không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Trước đó, như báo người lao động đã thông tin, vào khoảng 13:45 ngày 7/1 tại đường liên xã Việt Lập Liên Trung thuộc địa phận thôn Đông Am Vàng, xã Việt Lập, huyện Tân Yên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô do tài xế Trần Văn Mờ sinh năm 1980, trú tại xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang điều khiển với xe máy đi ngược chiều do anh Đồng Văn C sinh năm 1992, trú tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên điều khiển. Sau va chạm với xe máy, xe ô tô tiếp tục lao vào quán làm tóc bên đường. Vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ và 3 người bị thương. Các phương tiện và nhà dân bên đường bị hư hỏng nặng.